đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất. Chuyên gia quốc tế dự đoán sốc về trận đấu Việt Nam và Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha ngại trận địa phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Lanh FC muốn chiêu mộ trụ cột đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Xie dự bốc thăm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Chuyên gia quốc tế dự đoán sốc về trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Cuộc đo sức giữa hai đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Dự đoán của chuyên gia quốc tế. Trên trang Sportmail, chuyên gia Ben Shirley của Anh đã nhận định trước trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha ra mắt World Cup bằng trận thua trước đội đương kim Á quân. Mặc dù có một màn trình diễn đầy sức cạnh tranh, Bồ Đào Nha vẫn phải trắng tay sau bàn thắng của Van der Gaal. Trước mắt còn một trận đấu gặp đội tuyển Mỹ. Các cầu thủ Bồ Đào Nha hiểu rằng họ phải rất nỗ lực nếu muốn giành vé lọt vào vòng 1/8. Nhiệm vụ đầu tiên của Bồ Đào Nha là phải chiến thắng ở lượt trận đấu thứ hai. Nhưng phong độ là một vấn đề khi họ cũng chỉ thắng được một trong số 5 trận đấu gần nhất. Điểm sáng nằm ở hàng thủ khi Bồ Đào Nha giữ sạch lưới 2 trong 4 trận đấu gần nhất và chỉ nhận 3 bàn thua. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng khởi đầu World Cup với một đối thủ rất mạnh, nhà đương kim vô địch Mỹ. Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên sau 14 phút thi đấu, nhưng toàn đội đã tự tin hơn rất nhiều sau khi thủ môn Kim Thanh ngăn chặn thành công quả penalty của Alex Morgan. Mặc dù phải chịu thất bại 0-3, đoàn quân dưới quyền của huấn luyện viên Malik Chung có quyền tự hào về tinh thần đã thể hiện trong suốt trận đấu. Cả Việt Nam và Bồ Đào Nha đều hiểu rõ cuộc đọ sức sắp tới là cơ hội lớn nhất để họ tìm kiếm một chiến thắng tại World Cup nữ 2023. Ben Shuli cũng đánh giá về mặt lực lượng của hai đội như sau. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vẫn là giữ bộ ba trung vệ Diễm My, Thu Thương và Trần Thị Thu. Hai cánh thuộc về Thu Thảo và Hoàng Thị Loan. Ngân Thị Vạn Sự, tiền vệ đã vào sân thay người trong trận đấu gặp Mỹ, rất có thể được đá chính trước Bồ Đào Nha. Trên hàng công, Huỳnh Như vẫn sẽ là người chơi cao nhất. Bên phía Bồ Đào Nha vẫn là sơ đồ 4-3-1-2. Kika Nazareth, người gần tượng trong hiệp 2 trước Hà Lan, có thể có mặt trong đội hình xuất phát. Cặp tiền đạo là Jessica Silva và Diana Silva cũng gần như chắc chắn đá chính. Dự đoán về kết quả trận đấu, chuyên gia Ben Shuli viết: cả hai đội đều nghĩ tới việc giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng Bồ Đào Nha là đội có khả năng chiến thắng cao hơn. Chờ đợi bất ngờ từ đội tuyển nữ Việt Nam. Với đội hình sở hữu một số cầu thủ có tính tăm tại châu Âu cùng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn, không ngạc nhiên khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha được truyền thông quốc tế đánh giá nhỉnh hơn. Bản thân huấn luyện viên Francisco Neto cũng không giấu ý đồ muốn đội nhà chơi tấn công để ghi những bàn thắng. Tuy nhiên, việc đối thủ đẩy cao đội hình chơi tấn công cũng là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam thực hiện những tình huống phản công nhanh đã được huấn luyện viên Malik Chung chuẩn bị suốt thời gian qua. Trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Đức, những đường truyền dài vượt tuyến đã mở ra nhiều thời cơ cho các chân sút. Một trong số đó được Thanh Nhã tận dụng thành công để mang về bàn thắng. Ở cuộc đọ sức gặp New Zealand, đường mở bóng của Huỳnh Như cũng như pha bứt tốc của Thanh Nhã cũng tạo nên một tình huống đột phá sáng nước. Mọi chuyện khó khăn hơn với đội tuyển nữ Việt Nam khi đội tuyển Mỹ thi đấu cảnh giác và luôn duy trì số lượng cầu thủ nhất định bên phía phần sân nhà để chống phản công. Dù vậy, một số pha lên bóng ở hai biên của đoàn quân áo đỏ vẫn đưa được trái bóng tiếp cận với vòng cấm đội bạn. Nếu kiên trì và tận dụng tốt những tình huống tương tự, tuyển thủ nữ Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ trước Bồ Đào Nha. Cần biết rằng khi đánh bại New Zealand, tuyển nữ Philippines cũng chỉ cần đúng một pha dứt điểm trúng đích. Huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha ngại trận địa phòng ngự của Việt Nam. Huấn luyện viên Francisco Neto nói rằng tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ phải thắng trong cuộc gặp gỡ với Việt Nam tại Hamilton vào chiều mai 27 tháng 7. Nhưng ông chỉ ra những điểm mạnh trong hệ thống phòng ngự của các cô gái Việt Nam. Trong lần chia sẻ với phóng viên nước nhà, huấn luyện viên Francisco Neto, người đã 9 năm cầm quyền ở đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, tự tin tuyên bố rằng ông đã sẵn lên phương án trị đội tuyển Việt Nam với ưu tiên kiểm soát bóng triệt để nhằm ghi bàn. Ông nói: "Trên tất cả, những gì chúng tôi cần làm là một Bồ Đào Nha kiểm soát bóng toàn diện, một Bồ Đào Nha cố gắng giành được quyền chủ động ở 1/3 sân của đối phương, một Bồ Đào Nha có lối chơi tấn công năng động cho phép nhiều cầu thủ tiếp cận vòng cấm của họ để tung ra nhiều cú sút. Chúng tôi sẽ cố gắng tấn công một cách đa dạng nhất có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng giành bóng, tạo khoảng trống để các cầu thủ tìm kiếm vị trí dứt điểm. Đây sẽ là công thức, nhưng Francisco Neto cho biết ông nhận thức được rằng trận đấu gặp Việt Nam sẽ rất phức tạp. Đơn giản bởi đối thủ của ông đã quá quen với việc bài binh bố trận để ngăn chặn những đường tấn công của đối phương." Ông nói: "Cả với Mỹ, đặc biệt là với Đức và New Zealand, tuyển Việt Nam đã tạo ra những tình huống rất nguy hiểm nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái cực tốt. Đó là sức mạnh của họ, là vũ khí tấn công của họ. Họ luôn chơi với một cầu thủ nữa ở trung tâm hàng phòng ngự, thường được gọi là libero. Cách sắp xếp này luôn rất hiệu quả vì nó bịt kín những khoảng trống và họ cũng rất dồi dào về mặt thể lực, sẵn sàng lấp khoảng trống hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi luôn phải cân bằng và tôn trọng đối thủ nhiều nhất có thể, bởi đây là một trận đấu ở World Cup và bất cứ ai có mặt ở đây đều phải có trình độ. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, tránh để mất bóng khi Việt Nam thu hồi. Không biết điều gì sẽ xảy ra. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Còn 6 điểm để giành lấy, chúng tôi phải tận dụng tối đa từng cơ hội của mình để có thể làm được điều mình mơ ước, đó là tiến tới giai đoạn tiếp theo. Nhưng hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là trận đấu với Việt Nam. Và sau đó, chúng tôi sẽ xem năng lực của mình như thế nào trước nhà đương kim vô địch thế giới, Mỹ.
ông nhấn mạnh. Câu lạc bộ Lang FC muốn chiêu mộ trụ cột đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ có cơ hội đối đầu với các đội bóng hàng đầu thế giới, World Cup nữ 2023 còn là dịp để các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam gây ấn tượng với các câu lạc bộ nước ngoài và có cơ hội xuất ngoại thi đấu. Sau lượt trận đấu đầu tiên tại World Cup, một tuyển thủ của tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện câu lạc bộ Lang FC, đội bóng đang sở hữu Huỳnh Như. Theo nguồn tin uy tín, câu lạc bộ Lang FC muốn chiêu mộ tiền vệ Thùy Trang của đội tuyển nữ Việt Nam khi nhận thấy tiềm năng của cầu thủ này. Đội bóng Bồ Đào Nha dự kiến sẽ đặt vấn đề sau khi tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại World Cup 2023. Trước Thùy Trang, một ngôi sao khác của tuyển nữ Việt Nam là Thanh Nhã cũng nhận được lời mời chuyển đến thi đấu của ba đội bóng tại Thái Lan, Pháp và Đức. Nếu không có gì thay đổi, sau World Cup 2023, Thanh Nhã sẽ chính thức đàm phán hợp đồng với đội bóng của Đức và sẽ sang châu Âu sớm nhất có thể, hội quân cùng các đồng đội nếu hai bên thống nhất được các điều khoản trong bản hợp đồng. Về phía Huỳnh Như, tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam đang đàm phán về vấn đề tăng lương với câu lạc bộ Lang FC sau khi có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo đội bóng này ở mùa giải trước. Huấn luyện viên Chu Jie dự bốc thăm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chu Jie đại diện cho tuyển Việt Nam dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027. Ngày 27 tháng 7, AFC tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại 1 và vòng loại 2 của FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, đồng thời cũng là vòng loại của Asian Cup 2027. Đại diện của tuyển Việt Nam dự sự kiện này là huấn luyện viên trưởng Philippe Chu Jie. Tại World Cup 2026, FIFA nâng tổng số đội tham dự vòng chung kết lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất. Do vậy, AFC cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với thể thức vòng loại. Theo đó, vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á gồm có 4 vòng, trong đó 2 vòng đầu tiên cũng là vòng loại Asian Cup 2027. Vòng 1 gồm 18 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trong tổng số 45 đội tuyển của châu Á căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7 năm 2023. 18 đội được chia thành 9 cặp, thi đấu một trận sân nhà và một trận sân khách lần lượt vào ngày 12 và 17 tháng 10 năm 2023. 9 đội thắng đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 gồm 36 đội tuyển, trong đó có top 27 đội tuyển của châu Á theo bảng xếp hạng FIFA vào tháng 7 năm 2023 và 9 đội thắng tại vòng 1. Tuyển Việt Nam xếp hạng 15 châu Á nên bắt đầu tham dự từ vòng đấu này. Các đội được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà và sân khách từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 3, tổng cộng 18 đội, đồng thời giành suất trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. 18 đội còn lại vào thẳng vòng loại thứ 3, vòng loại cuối của Asian Cup 2027. Lễ bốc thăm vòng 3 World Cup 2026 khu vực châu Á được tiến hành vào năm 2024. 18 đội chiến thắng tại vòng 2 được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và thứ 4, tổng cộng 6 đội, giành quyền vào vòng 4 hay còn gọi là vòng playoff châu Á. 6 đội tại vòng playoff châu Á được chia ra 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm tại địa điểm tập trung. Hai đội xếp thứ nhất giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Trong khi các đội đứng thứ 2 thì cả 2 bảng thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội thi đấu trận playoff liên lục địa. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3 nên được vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024. Với việc châu Á có 8,5 suất dự World Cup 2026, cơ hội đang mở ra với thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu Jie. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới.